Thôi cô đứng lại đó. Cô là ai mà tự nhiên tơn tơn vô nhà tôi vậy? Sơn con sao vậy? Má là má của con mà. Tôi xin cô hãy tự trọng một chút xíu. Không phải thấy mình đẹp là muốn làm má người ta là làm. Đời tôi đã có một người mẹ sinh ra tôi và một người hiện đang làm má của tôi. Sao về sớm vậy? Dì Sáu bận không đi chơi với má được. Ồ má luôn. Món này ai nấu vậy? Tiên Tiên nấu. Sao khẩu vị giống của má vậy? Chắc là chuyện truyền của má. Uống mấy chục lít nước trà. À sáng giờ chắc cỡ tết bia trà. Cho ba mẹ coi này nè. Có gì vậy? Ê ôi. Đó thấy chưa? Thấy bà nội chưa? Ba đứa rình rập cho xin một ly nước đá.